lợi dụng việc đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức chủ tịch nước, một số trang mạng lề trái đăng tải thông tin xuyên tạc với luận điệu phe phái đánh nhau trong chóp bu cộng sản, bí ẩn lai lịch tân chủ tịch nước, gia tài của chủ tịch nước, từ đó chúng suy diễn và quy chụp trăm thứ tội cho chế độ độc đảng ở Việt Nam. Từ những thông tin trên, có thể rút ra mấy điều sau đây. Một là, các thế lực phản quốc luôn tìm trăm phương ngàn kế bôi đen đảng, nhà nước, bởi chúng đã bị tư tưởng chống cộng, phản quốc nhuộm đen cả trí não những luận điệu xuyên tạc mà chúng dựng lên không có gì mới, ngày càng thô thiển, vô văn hóa chẳng những không lung lạc được tính kiên định của cách mạng Việt Nam mà càng phơi bày bản chất phản quốc của chúng. Hai là, tổ tiên ta đã truyền lại triết lý nhân sinh nhiễu điều phủ lấy giá gương, điều thiêng liêng nhất của một quốc gia là phải giữ và tôn vinh cho được hình ảnh của quốc gia trong lòng người dân và trong con mắt bạn bè quốc tế. Chủ tịch nước là sự hiện diện cho quốc dân đồng bào, cũng là hiện diện cho đất nước trước bạn bè thế giới, cần phải tôn kính và ủng hộ hết lòng không cho riêng mình mà cho toàn thể quốc gia dân tộc. Ba là, đảng ta là đảng cầm quyền, quyền lực được nhân dân ủy quyền, mọi quyết sách của đảng đều dựa vào ý chí, khát vọng của nhân dân. Mỗi cá nhân trong hệ thống chính trị dù ở cương vị nào đều phải tuân thủ và phục tùng nguyên tắc tập trung dân chủ. Ai vượt ra ngoài nguyên tắc đó đều không được lựa chọn trao gửi niềm tin. Nhân dân trao quyền lãnh đạo cho đảng, nhưng nhân dân cũng là người luôn sát cánh, đồng hành với đảng, là lực lượng quyết định thành bại của cách mạng nước nhà. Bốn là, Ông Võ Văn Thưởng là chủ tịch nước trẻ nhất, nhưng trong lịch sử của đảng, đã có nhiều tổng bí thư tuổi đời rất trẻ, song thật sự xứng danh là lãnh tụ của một chính đảng Marxist. Ông Võ Văn Thưởng dù là con ai, sinh ra ở đâu thì cũng là con dân nước Việt, ông là người trưởng thành hoàn toàn trong môi trường chế độ xã hội chủ nghĩa, được thử thách, rèn luyện qua nhiều cương vị, nên chắc chắn ông sẽ tiếp tục tôi rèn qua thực tiễn lãnh đạo đất nước, tiếp tục được nhân dân ủng hộ nhiệt thành cách mạng, tiếp tục phấn đấu xứng danh là người kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của các bậc tiền bối. Năm là, từ nay tới hội nghị trung ương 7 khóa 13, còn nhiều luồng thông tin xấu độc không chỉ nhắm vào ông Võ Văn Thưởng mà còn nhắm vào nhiều lãnh đạo chủ chốt của Đảng, nhà nước Việt Nam. Trên mạng thì tung tin đồn nhảm, ngoài thực địa thì suối bẩy biểu tình, ở xứ người thì chúng bốc bùn ném vào hình ảnh Việt Nam, hạ uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng sẽ xoáy vào những vụ án trọng điểm để khoét sâu luận điệu muốn chống tham nhũng tận gốc thì phải xóa bỏ chế độ độc đảng. Thật là nực cười giả dụ khi bọn lưu manh chính trị lật đổ được chính quyền thì đồng bào ta sẽ trông cậy gì vào những kẻ lưu vong chính trị chuyên đánh võ mồm trên mạng xã hội